Cháu lên nhà ông Lù cô ạ. Lên nhà ông Lù hôm nay mới chở vật liệu lên trên này. Chở vật liệu lên để làm nhà hộ ông ấy. Vâng. Đây hôm trước mưa mà nước lũ nó chảy đây. Chảy hết đây. Sao mọi chuồng lợn chuồng trâu này. Chuồng trâu chuồng lợn sập rồi. Anh em đang lên nhà ông Lù. Hôm nay thì ở ngoài kia thì họ đã vận chuyển vật liệu vào trong này rồi. Anh Biên đang đi trước xách thêm ít đồ nữa. Hôm nay mang vào cho gia đình thêm hai cá, ít bánh kẹo, chai dầu ăn cho gia đình. Bánh kẹo thì mang cho các cháu. Đúng là mùa gặt nhỉ anh nhỉ? Cái này để làm giống cũng được, nhưng mà cái này gọi là núi cum này, nhưng mà cái cum nó hơi bé. À. Một bình thường cum ngày xưa nó phải to bằng 3-4 đấy này, người ta buộc lại xong rồi phơi gác để ăn, bây giờ ăn đến đâu thì cho xuống, đập xong rồi cho vào cối giã đấy. À, tự giã để tự ăn rồi. Ôi, chỗ này sạt hết rồi. Anh đứng cẩn thận đấy. Cẩn thận rơi đấy. Này, nước tràn này hôm mưa to. Đây là cái vật liệu để tập kết để chuẩn bị làm nhà cho nhà ông Lù. 4.000 gạch anh ạ. 4.000 gạch với lại 4 tấn xi. Đây cái gạch cái gạch này thì buổi chiều hôm nay sẽ bảo gia đình ra vận chuyển. Nên vận chuyển chuyển ngược theo cái đường này lên. Chuyển kia đến đoạn nào mà xe không đi được nữa thì bắt đầu vác lên trên nhà. Anh em mình đi xuống cái kia để lên nhà đi. Trời nắng như này nhưng mà mát nhỉ? Mát mà. Gió mát thật, trên này nó cao. Gió rất là mát. Lên xa không? Dạ. Lên xa không? Đây nhà lên trên này là nhìn thấy nhà rồi. Chỗ này thì không đi xe lên được. Nó chỉ đường này lên ngay đây một đoạn thôi. Lên trên kia thì phải đi bộ lên. À cái nhà kia à? Đấy cái nhà trên kia. Đấy. Đây cái nhà kia. Đi đi qua nhà này, đi nhờ qua nhà này. Ở đây nuôi vịt con hay anh? Đây là ngan đấy ạ. Ngan này anh? Ngan. Rất là may bởi vì là hôm trước thì tính là sẽ đưa vật liệu lên cái đường này. Lên cái đường này thì vác thì rất vất vả luôn. Nhưng mà có cái lối đi bên kia thì hôm trước bị sạt thì bà con người ta lấp lại rồi thì xe máy có thể đi lên được một đoạn, cũng tương đối xa đấy, không là vác sang nhà. Mấy đám ruộng hôm trước lên hôm nay gặt rồi này, chắc của nhà luôn. Cả nhà đang ăn cơm ạ. Vâng. Sáng nay em bảo xe chở vật liệu vào rồi đấy. Ôi chào cả ông bà nhé. Vâng vâng. Chào ông bà ăn cơm à. Đây cái này cá để chiều mà có như anh em chuyển vật liệu thì làm ạ. Này cá đây. Sẽ cho nó vào cái gì đi? Cá để tủ lạnh. Không có lạnh đâu. Không để nó ra. Đây cái này cô bỏ ra cái chậu đi. Cho nó tan đá ra chiều mới nấu được. Phải cán. Một cái này là dầu ăn này. Cái này bánh kẹo này bóc cho bọn trẻ con ăn. Ăn kẹo không? Đây chú cho kẹo. Không, để cho ngồi đi. Vâng. Vâng vâng. Thế chiều nhà mình có người chuyển chưa? Chiều cháu có 20 anh em nữa vào chuyển giúp cho một buổi. Khoảng độ 1 giờ thì vào. Thế gia đình nhà mình kết hợp xong là chuyển giúp nhá. À. Kẹo này. Rồi ngồi đất này. Ở đây mà ngắm cảnh thì tuyệt vời luôn. Mát. Nhà chỉ khổ là cuộc sống còn vất vả quá. Cái con đường mà anh em vừa đi ở tít dưới kia kìa. Đi một vòng 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 tròn đây. Vòng đây.
Còn lên trên phía trên này còn rất là xa nữa. À, chuyển vào được tí nào chưa? Chuyển vào được tí nào chưa? À, để đây rồi gì? Để anh ra xem nào. Ở đây có chuyển được một bao xi ít cát. Dự báo thời tiết mai là mưa đấy. Mai là trời mưa đấy nên là phải chuyển vào. Hôm nọ tính gạch là xây cả buồng đấy. Xây buồng à? Xây cả buồng, ngăn cả buồng. Này phải cỡ cái này xuống để làm. Bây giờ bỏ hết vách đi. Bỏ hết vách đi. Ngói gì cho lợp gì mình ngói pro 80 viên. 80 viên pro thì chắc là ở đây thoải mái rồi. Đánh đường được lên xe máy lên đến đây thì tốt rồi. Chuyển vào xe máy thôi. Rất là may là cái đường này đi xe lên được, chứ nếu mà để mà vác theo cái đường dưới kia thì không biết vác đến bao giờ thì mới xong. Năm nay gặt được nhiều lúa không anh? Ít thôi nhưng mà dính mưa họng nhiều lắm. Dính mưa hỏng á? Ừ. Nhà mình có nhiều ruộng không? Ít thôi. Ờ. 7 cân, 8 cân giống. Nhà ở cái ở trên này mà. Kè cao này mà. Và con kè đá này xong là dựng nhà ở bên trên. Trèo lên nhá. Bên này. Được. Cây okay, đu đủ bé tí mà quả chi chít luôn. À, quả lên chặt ngọn luôn. Đây là em trai à, hai anh em đây à? Em là cháu đúng không? Em là cháu. Thôi cố gắng làm nó có cái nhà ở nó ấy. Nó tốt, đỡ để mưa giọt. Mùa đông đỡ lạnh em ạ. Đến nào xong tường các thứ thì anh bảo người mang ngói vào. Rồi nhá, từng làm nhà tức là em xây 2-3 hàng gạch ngang ở dưới. Xong cho hai cái sắt 10 thôi. Sắt 10 nhưng phải là sắt vặn nữa. Sắt vặn này cho gọi là răng đĩa. Nó chỉ cái độ dày nó chỉ tầm độ 7-8 phân thôi. Thì là sao nó không bị nứt tường. Cái sắt đấy thì hình như nó có sắt 10 hình như là có 9.000 một cây. Cây dài được 10m7 phân. Có nhà một cây được 11 mét. Thì chung quanh nhà này 12, 24, 24 với cả 16 bao nhiêu à? 30 mét à? Tầm đấy. Hơn chứ? Hơn. 24, 16. 24, 40. 16. Tầm 40 mét. Chứ cho là khoảng độ... 40 mét thì mất... 40 mét mà phải chạy vòng đôi là bằng 80 mét. 80 mét. 80 mét thì mất 8 cây. 7 cây. Mỗi cây 90.000 à? Ừ. 7, 9, 5, 6. 600. Tầm 600 nhỉ. Sao đi, chân bị làm sao này? Hả? Xe đâm. Xe đâm á? Phải. Đi kiểu gì mà xe đâm này? Xe máy hay xe gì? Xe máy. Ừ. Thế đau không? Còn đau nữa không? Không. Ừ. Thế bị xe máy đâm lâu chưa? Lâu rồi. Đấy. Vẫn còn xước này. Thế đi cẩn thận nhá. Không phải chạy đường nhá. Xe máy đâm đấy. Cái như cái bao rách này này, bao nó rách ra ấy, thì phải tí nó lấy cái dây bóng ấy, cái túi bóng ấy nhét vào trong này. Đấy, không đi đường là nó tuột ra một cái là không phanh được. Đấy, mấy bao mà rách, nó chở nó va vào gạch nó rách ấy. Cháu bảo nó hạ xuống nó bảo đổ luôn. Ờ, thì đúng, nó tiện thì nó đổ luôn chứ không nó phải hạ xuống cho mình chứ. Nó hạ cháu từ bảo em nhầm mà hạ tí. Ờ. À, mấy tấn xi thì cũng dễ mà. Dễ hơn mà. Ừ. Thôi nó rách có mấy bao thôi, 1-2 bao thôi. Cái ruộng nhà mình ở chỗ kia à? Ở dưới kia. À. Chắc chín rồi chứ? Chín rồi. Áp mạnh lắm. Ông nước vỡ rồi. Nước này dù lấy về ăn ấy. Đây là nước sạch. Ừ. Đây có cái nhà mà nước chảy này. Nước chảy nước lũ sói mòn đi, cột chênh vênh rồi. Này, nguy hiểm lắm. sợ. Sợ chạy. Con lợn nó đầm vũng nước này. Trời nóng nó xuống đầm vũng nước. Chạy mất rồi.
Thịt tôm à? Có tiền không? Có. Anh ấy không rút tiền rồi. Ăn mấy gói? Em ăn một gói rồi. Úi giời, em bé làm gì đấy? Ăn chuối à? Ăn chuối. Mà nghe ăn một gói à? Đấy cá đấy à? Anh em lên để làm nhà giúp ông Lù. Hôm nay chở vật liệu lên đấy, mai mới chở lên thôi. Sợ nó mưa mất. Ôi, cái này là mớ lợn à? Để cho em quay nhờ thí xem nào. Ôi, một nồi mớ lợn này thì ăn thoải mái nhỉ. Thế có ăn mớ lợn không? Ăn mớ lợn á? Có ăn không? Có ăn đấy. Có ăn thì mình để. Ăn mớ lợn mới ngon chứ. Mình vẫn ăn quen mớ lợn nào. Mớ mưa thì ăn không ăn được. Vâng. Đây nhà mình nuôi được lợn nhiều lợn không? Đây có 5 ba bốn con. À, vừa thấy một con nó ở cái chỗ nước kia, nó nóng quá nó xuống nó nằm đấy. Đây có lợn mẹ đây. Chị cứ làm cho bà em đi nhá. Để bà em đi quanh quanh đây một tí. Đây lợn của nhà chị đây. Nằm phơi nắng này mấy con này. Đấy. Con lợn to. Đít. Đây. Như lợn rừng. Đây con lợn con. Ôi, chạy. Lợn ở trên này thì bà con cứ thả rông này thôi. Chạy tự kiếm ăn ở ngoài. Còn gia đình có cho ăn thêm cái gì thì gia đình cho ăn, chứ còn cứ chạy lông nhông, suốt ngày chạy lông nhông ngoài đường này. Mình đuổi nó là nó bắt đầu nó đi nó kiếm ăn đấy. Đấy, lợn con. Úi giời. Úi à, chui qua đây rồi. Cứ đi vào trong rừng trong đồi này kiếm ăn thôi mà. Lợn trên này cứ đi loanh quanh này. Trên kia có thêm một con nữa, tít trên xa xa trên kia có con nữa. À, chui vào. Anh ơi, bắt con này về mổ thịt đi. Đây là đen. Chạy. Ôi. Ăn cá khô vậy. Chạy nhanh quá. Đấy, cuộc sống của anh em cứ nhiều lúc nó cứ lang thang như này mà. May có nhà chị ở dưới đường này, chị ấy bán quán nên là có mì tôm với lại cá khô. Hôm nay anh em vào đây thì ăn tạm bữa cơm, trưa ở đây. Chứ mà lên trên xa trên kia nữa thì chắc nhịn đói luôn. Vì là khó. Lúc vào trên gia đình thì gia đình cũng có mời lại ăn cơm, nhưng mà thực ra thì anh em cũng không vào ăn bởi vì là rất là đông người. Thì thường thì thức ăn rồi là cơm rồi. Mọi thứ mình cũng thấy khá là ngại. Chỗ này là nước sạch đấy mọi người nhé. Nước sạch dẫn theo cái đường ống tít trên đầu nguồn khe xuống đây để gia đình sử dụng luôn. Gia đình ăn uống bằng cái nguồn nước này luôn đấy. Nay siêu đầu bếp Biên cho ăn gì đấy? Mì tôm. Canh tôm hùm. Canh tôm hùm. Trứng khủng long. Đây là những món ăn mà tuổi thơ ai cũng từng rất là thích. Đẳng cấp đấy nhỉ? Canh mì tôm. Canh mì tôm cá mắm nướng. Vâng, cho 2 quả nhỉ. Mỗi hôm thì toàn làm cho mọi người xem món ăn ngon, nhưng hôm nay thì thôi mọi người thông cảm vậy. Anh em đi xa nên là
chỉ có mì tôm và cá mắm thôi. Nhiều nước là phải thêm súp. Cứ mặn mặn vào tí chan cơm ăn là được không anh? Đây món hải sản. Hải sản thật mà. Hải sản biển đi. Cái món này dân dã hay gọi là cá khô. Gọi xưa gọi là cá mắm nhưng gọi mà... gọi cụ thể hơn nữa là cá mắm đúng không? Cá mắm nhưng mà tôi gọi là hải sản. Ôi ăn nó mặn mặn thôi mà. Có cả canh ớt này. Có gì đây? Có quả trứng à? Cho xin đi, cho xin quả trứng đi. Cho không? Chưa biết nói à? Yeah. Chưa biết nói. Hơn một tuổi. Hơn một tuổi. Vâng. Đây là cơm nhá. Anh Biên anh ấy ở ăn ở trong này không thích. Anh em bê đây. Ui. Đừng đấy, đừng có đổ nhá. Đổ mất ăn nhá. Vừa có view đẹp mà. Vừa mát. Ôi mát đấy. Người ở bên ngoài, người ở bên trong. Không, hai em đừng ngồi ngoài xuống. À, thế gắp rốt hơi khó nhỉ. Không sao. Nhìn mâm cơm của hai anh em này. Này. Thấy chưa? Mọi người đã thấy canh canh mì tôm. Canh mì tôm trứng này. Canh mì tôm trứng khủng long. Đấy. Hải sản này. Hải sản biển đấy. Hải sản biển bắt từ biển về nhá mọi người nhá. Canh ớt xào à? Canh ớt. Ớt với cái gì đấy? Ớt này, rau này, có cả thịt nữa. Canh ớt xào thịt. Đây, súp này. Súp ớt nhá. Súp ớt, súp ớt. Ôi giời. Hơi đói lắm rồi. Xin đâu đây. Xin đâu đi. Ăn mì tôm trước đi anh ơi. Có cơm rồi mà. Có cơm à? Tí cơm ạ. Mà tùy chú chứ ăn cơm chứ ăn canh trước được. Đây, quay ngược lại cho mọi người xem nhé. Nếu mà không mắc mấy cây này thì nhìn xuống dưới kia thoáng cực đẹp luôn. Thôi đây ngồi mát là được rồi. Ngồi đây như kiểu điều hòa ấy nhỉ. Mát. Mát đấy. Thôi. Em ăn đi. Ôi, xin mời tất cả mọi người nhé. Chị ơi, em mời chị ăn cơm nhá. Mời các bé nhá. Ăn cơm thôi. Đâu ạ. Đói thì ăn gì ngon nhỉ. Hôm nay anh em mình may có nhà chị ở đây đấy. Không không biết ăn ở đâu. Đang đi tìm cái nhà hàng 4 sao nhưng mà đây gặp cái hàng 3 sao đấy được rồi. Chỗ này 3 sao rưỡi rồi. Miếng cá. Từ nay cứ trêu mọi người hải sản như là đâu mà cũng gọi là hải sản nhưng mà là cá mắm. Ăn kem đi, tí chú trả tiền cho. Lấy kem ăn đi. Chị lấy cho nó cái kem. Ôi giời, làm miếng cá mắm. Cá biển à? Hải sản chứ. Hải sản biển. Chấm ớt này. Ui, ớt này cay xè. Chị lấy cho bố nó cái kem. Cá mắm. Ngon lắm mày. Cá mắm ơi. Con này ra đây ăn. Miu 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 miu. Cái cho tí hăng. Ăn hết hăng quay lại em ạ. Miu 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 miu. Sợ chạy rồi. Để đây ăn hết hăng ra mà.
Lấy cho một cái nữa. Ăn được kem chưa? Cứ lấy đi tiếng, trả tiền cho. Chị ơi, lấy cho thằng cu đầu chọc được một cái này, không không có gì ăn. Chị cứ lấy cho cháu kem đi, tí nữa em trả tiền. Ngon nhỉ. Nhà khi mổ gà mổ vịt ăn chẳng có gì. Ăn sướng. Ăn tốt lắm. Ăn ngon thì ngắm cảnh. Mát.